Hello, church. Hello, hello, hello. Roman, can we get the lights on? It, it's, it's, it's funny when Moxican and the team are gone, it takes a lot of us to do his job. <laughs> Uh, ra đi để hầu việc Chúa thì cần rất là nhiều con người để là hoàn tất hết tất cả công việc mà một, chỉ một mình một sư khánh thường làm hay thôi. But I'm I'm reminded of Pastor Khan, Miss Jennifer and the whole entire team that they're in Vietnam right now. Và tôi cũng được gọi nhớ đó là uh, bây giờ hiện tại ngay lúc này đây là một sư khánh cũng như là vợ của ông là cô Hạnh cũng như là đội tuyển của hội thánh chúng ta đang có mặt và phục vụ Chúa tại Việt Nam. And I know that sitting in this room, a lot of us, we wanted to be there too. Và tr trong căn phòng này của chúng ta thì có rất là nhiều người trong chúng ta cũng có tấm lòng khao khát muốn được có mặt ở đó ngay lúc này. I know, Golinda, you want to be there. Con biết rằng cô Linda cũng muốn ở đó lắm. I know that a lot of either your husband or your wife is there. Cơ, tôi cũng biết đó là có những quý vị ở đây thì vợ của quý vị hay chồng của quý vị đang ở đó, đang ở Việt Nam. But just because they're there doesn't mean that you can't be there too. Nhưng mà không phải là họ chỉ có họ đang có mặt tại Việt Nam mà quý vị không được dự phần vào trong công việc đó. What we can do here mà điều mà quý vị có thể dự phân đó là quý vị có thể chúng ta có thể cầu nguyện cho họ mỗi ngày và chúng ta sẽ có thể xin chúa cho họ được ơn cũng như là sự bảo vệ của ngài và chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho những thành phố mà họ đặt chân đến we can pray for their protection when' they're on the moped or inside the taxi. Khi chúng ta có thể cầu nguyện khi mà họ vận chuyển đi bằng xe máy hoặc là ngồi trong taxi và chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho những tấm lòng mà chưa được biết đến Chúa Giêsu. Tôi nhớ rằng là năm ngoái tôi có đi And I remember seeing people come to the conference and not even know what the conference was about. Và tôi cũng nhớ rằng là có những người họ đi đến dự cái đại hội ở Việt Nam đó mà họ trước đó họ vẫn chưa có biết là uh, cái đại hội này là nói về cái gì. But at the end of the conference they were saved. Nhưng mà cuối cùng sau cái đại hội thì họ điều quan trọng đó là họ được cứu. They left knowing who Jesus was. và họ rời bỏ cái đại hội đó với tấm lòng đó là họ biết được rằng là Chúa Giêsu là ai. They left having a new life. Và khi họ rời khỏi cái chỗ đại hội đó thì họ có một đời sống mới. And they left having a new understanding about God. Và họ có một cái sự thông hiểu mới về Đức Chúa Trời là ai. So like I said, church, pray every day for the team. Cho nên quý vị xin hãy cầu nguyện mỗi ngày mỗi ngày cho um, đội ngũ mà chúng ta đang hầu việc Chúa tại Việt Nam. Khan and, the team will be serving and also speaking more than 20 times. Và một sư Huỳnh Quốc Khánh của chúng ta sẽ phục vụ Chúa cũng như là giảng dạy hơn 20 lần trong suốt chuyến đi này. So we need to pray. Cho nên là chúng ta cần phải cầu nguyện. And that's every every time that he speaks that's 20 times that's multiplication of how many people can come to know the lord và 20 lần đó thì là vui vị có thể tưởng tượng đó là số người mà họ được biết đến Chúa sẽ nhiều như thế nào we have that many chances to reach more people và chúng ta có rất là nhiều cơ hội như vậy để uh, để vươn tới và chạm đến những tấm lòng mà chưa biết Chúa and god has chosen vbc to be a part of it. và đức chúa trời ngài đã chọn VBC Là một thành phần của điều đó. And I'm so và tôi rất là vui. That God is using VBC to witness to Vietnam. Rằng là chúa đức chúa trời ngài đang sử dụng VBC để làm chứng cho Việt Nam. So today Cho nên ngày hôm nay, I have the of the message. tôi có cơ hội cũng như đặc ân để được giảng dạy lời Chúa ngày hôm nay. Before I spoke to the Vietnamese congregation, trước khi mà tôi giảng uh, cho uh, hội chúng của tiếng Việt, I was actually always very scared and intimidated. Tôi thật sự rất, rất là lo lắng. I always told Pastor Khan, I, I don't want to, I'll speak English service, but not the Vietnamese service. Lúc nào tôi cũng nói với một sư khánh là con chỉ có thể giảng tiếng trong buổi lễ tiếng Anh được thôi, nhưng mà tiếng Việt thì chắc không được đâu. Because I understand Vietnamese. Bởi vì tôi thì có thể hiểu tiếng Việt. But I can't speak that well. Nhưng mà tôi không có thể nói tiếng Việt giỏi. But one day. Nhưng mà một ngày. But I also thank God that God Rằng tôi và tôi cũng biết ơn Chúa bởi vì Ngài là đấng luôn chu cấp. He for me. Cho nên là Ngài đã đem Phước Nguyên đến đây cho hội thánh cũng như cho tôi. So if you haven't heard uh, me preach before, cho nên nếu như mà quý vị ở đây chưa có ai có một lần nào nghe tôi giảng. I hope you're ready. thì bây giờ tôi hy vọng là quý vị đã sẵn sàng. I'm very about the today. Bởi vì tôi rất là hào hứng về cái thông điệp mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói đến. Và tôi cũng tin rằng là cái thông điệp này sẽ uh, là nguồn phước cho hết thảy quý vị ở đây. nơi đây. So I need to talk about my journey of my message. Và tôi xin nói về cái câu chuyện mà trong lúc mà tôi uh, uh, làm việc với Chúa trong uh, để có ra cái bài giảng này. Bài giảng này là một cái bài giảng, một trong những bài giảng khó nhất mà tôi phải chuẩn bị. I, I usually have a very easy time putting the message together. Thônga thì tôi không có gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị cho một bài giảng. But this message it took me forever to even write. Nhưng mà cái bài giảng này á thì tôi phải dành rất là nhiều thời gian để viết, na, viết nó. And in the beginning I didn't understand why. Và thoạt đầu thì tôi cũng chưa có hiểu là tại sao mà tôi bị mất nhiều thời gian như vậy. I would sit at my I was sit in my office Tôi cứ ngồi ở trong cái văn phòng của mình and I would look at the computer, và nhìn vào cái máy tính. And I would just stare at the computer. Và cứ nhìn vào máy tính thôi. And I, I couldn't write anything. Và tôi không thể viết một cái gì cả. And, and I, would, I would look at the topic that we had to talk about today. Và tôi cứ nhìn vào cái chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta phải nói đến. And for some reason I didn't agree with it in my heart. Và tôi và một lý do nào đó thì một số lý, bằng bởi một số lý do nào đó mà tôi không có đồng ý với cái chủ đề đó. Wasn't right. Có một điều gì đó nó không đúng. It, it, it with my mind and my heart so much. Cái điều này nó trái với lại cái tấm lòng cũng như là tâm trí của tôi rất là nhiều. I và tôi bắt đầu tự hỏi bản thân mình. Did I spend time with God this week? Là trong suốt tuần này thì tôi Have I worshipped him this week? And I said yes to both of them. So, that wasn't my problem. It took me four days to not. It took me four days of heartache and having a hard time to prepare my message before I can even sit down and start writing. tôi phải mất 4 ngày để um, gặp rất là nhiều khó khăn để bắt đầu viết cái cái bài giảng ngày hôm nay không phải là bởi vì tôi làm biến hay là không muốn viết nên cái bài giảng này bởi vì tấm lòng của tôi rất là muốn viết bài giảng này và tôi khi khi mà tôi bắt đầu hỏi chúa là vì sao thưa chúa thì ngài bắt đầu giải thích cho tôi

Cái chủ đề của dàn bài mà tôi đọc thì nó không có đúng trong cái tấm lòng của tôi. Tôi không có đồng tôi không có đồng ý với bất kỳ quan điểm nào trong cái dàn bài mà tôi đang đọc. See, I want you guys to Và tôi cũng hy vọng quý vị hiểu một số điều đó là A lot of churches có một số những hội thánh believe different things. Uh, có nhiều hội thánh và họ uh, tin vào nhiều điều khác nhau. For instance, we understand, là, we understand that we have the power of the Holy Spirit chúng, and God heals. Ví dụ như hội thánh của chúng ta tin rằng là tin vào cái quyền năng của Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời ngài có thể chữa lành. A lot of churches don't believe that. Nhưng mà có nhiều hội thánh ở ngoài kia họ lại không tin vào điều đó. So the topic that I want to talk about today cho nên là cái chủ đề mà tôi muốn nói ngày hôm nay our, our series is called Road to Freedom. Thì cái loạt bài của chúng ta uh, tên là Con đường dẫn đến sự tự do. And my title for my message is Free from Sin. Và cái chủ đề của cái bài giảng ngày hôm nay của tôi đó là tự do khỏi mọi tội lỗi. So this is why I didn't understand the message. Cho nên đây là lý do vì sao mà tôi chưa không có hiểu cái dàn bài mà tôi đọc, dàn bài mẫu mà tôi đọc. There Bởi vì có một số cơ đốc nhân cũng như là có một số những tác giả và hội thánh họ tin vào một điều này. They that we have a Christ lifestyle, Christ nature. Đó là họ tin rằng là chúng ta là cơ đốc nhân thì có một đời sống thánh khiết. And they also believe that we have a human nature. people believe that we have the understanding of Christ. And they also believe that we live in a world of sin, but we're gonna be Christians that have sin in our lives. và họ cho rằng là bởi vì chúng ta đang sống trong trong một thế giới đầy tội lỗi cho nên là uh, đó là một điều bình thường nếu như mà cơ đốc nhân có uh, phạm tội trong đời sống của mình thì Some some people even teach that it's okay to sin because you can ask for forgiveness and God still will love you. Có những người có những có đáp nhân họ nghĩ rằng là là một điều bình, nó là một điều bình thường để chúng ta phạm tội bởi vì sau khi phạm tội thì chúng ta luôn luôn có thể xin Chúa tha thứ mọi tội cho chúng ta mà. But some people don't really understand that. Nhưng mà có một những người họ không có hiểu rằng because they will sin bởi vì họ sẽ phạm tội. They'll ask God for forgiveness. Thì họ dĩ nhiên sẽ xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ. And they say, okay, God forgave me this time, so I can do it again, and then ask for forgiveness again. Và họ nghĩ rằng bây giờ lần này là tôi đã phạm tội rồi, thì lần sau Chúa cũng sẽ tha thứ cho tôi, cho nên là tôi có thể phạm tội lần nữa. And it's okay. I can live a life with God, and I can also still have sin because God will still forgive me bởi vì bởi vì uh, Chúa ngài vẫn luôn tha thứ cho tôi cho nên tôi vẫn cứ có thể tiếp tục phạm tội. But when I read that, it didn't fit. It didn't feel good in my heart. Khi mà tôi đọc cái điều đó thì trong tấm lòng tôi nhận ra rằng đây không phải là một điều đúng. Because how can people believe that the God that we serve abolished, destroyed sin when He died on the cross, but they believe as Christians it's okay to still have sin in their life? Bởi vì tại sao cơ đốc nhân chúng ta tin vào một điều đó là khi mà Chúa Giêsu ngài chết trên mặt thập tự giá thì mọi tội lỗi của chúng ta được xóa bỏ thì là cơ đốc nhân thì đời sống của chúng ta lại vẫn có thể phạm tội thưa quý vị. Do you understand that? Quý vị có thể có hiểu được không ạ? There are people that believe that as a Christian they can have sin in their life and it's okay and and they're worried about living life because there are temptations in the world and they're going to sin no matter what because we're humans. We we make mistakes, right? và có một số cơ đốc nhân họ cứ nghĩ rằng là uh, là một điều bình thường để cho cơ đốc nhân cũng có thể phạm tội trong đời sống và uh, và họ luôn vẫn luôn có thể xin chúa tha thứ cho những tội đó của họ But that's, that's not true Nhưng mà điều đó không đúng đâu as Christians and as children of God We don't have to have sin in our life bởi vì chúng ta với cương vị là cơ đốc nhân cũng như là cương vị là con cái của đức chúa trời thì tội lỗi không có quyền được tồn tại trong đời sống của chúng ta. live Bởi vì bởi vì với cương vị là con cái của đức chúa trời và là những người tin vào chúa giêsu christ thì chúng ta cũng phải tin rằng là you can live a, of ho a life of holiness. Chúng ta có thể sống một đời sống thánh khiết. And you don't have to have sin in your life. Và chúng ta không cần phải có và tội lỗi không được xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Think think about it like this. Chúng ta hãy nghĩ theo cách này. If God died on the cross for our sins, Nếu như mà Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. And God has dominion over sin and we no longer have sin in our lives. Và Chúa Giêsu ngài đã xóa uh, cái sự chết của Chúa Giêsu đã xóa sạch mọi tội lỗi trong đời sống của chúng ta. have Và chúng ta nhận lấy điều đó và chúng ta biết rằng là chúng ta có chủ quyền trên đời sống của bản thân mình. is Và chúng ta cũng tin rằng là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang phục vụ là vua của mọi của của mọi điều. Và khi ngài chết trên thập tự giá thì mọi tội lỗi đã được cất đi. So how come as Christians we still have sin sometimes? Vậy thì tại sao trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta thỉnh thoảng chúng ta vẫn phạm tội? believe have and Tại sao chúng ta, ta vẫn that? suy nghĩ và tin rằng là uh, tội lỗi là một điều rất là bình thường có thể xuất hiện trong đời sống của cơ đốc nhân và chúng ta có thể lúc nào cũng uh, xin Chúa cho sự tha, uh, cầu xin sự tha thứ đến từ Chúa?

thể thành thật với chính bản thân mình. How come some of us that have problems with either alcohol, drugs, gambling, anger, bitterness? Tại sao có một số chúng ta chúng ta thường phạm những cái tội về um... We have a... bài bạc, uh, rượu chè cũng như là nóng giận, cay đắng. Tại sao những cái thứ đó vẫn luôn hiện hữu trong đời sống của chúng ta? Và khi mà chúng ta xin Chúa uh, cất đi những cái điều đó ra khỏi đời sống của chúng ta. Nhưng we Sau đó thì chúng ta lại nhìn thấy bản thân mình lặp lại, lặp lại, lặp lại những điều đó nữa. Why is that? Tại sao vậy? See, this message that I'm sharing Quý vị có thể nhìn thấy đó là thông điệp ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ. If in your heart you feel like that's not true, That, that's not right. Nếu trong tấm lòng của quý vị nghĩ rằng là điều đó không có đúng đâu một sư. Ask yourself. Thì hãy hỏi bản thân mình. Then how come in my life if you have sin, then why do you keep sinning? Thì hãy hỏi bản thân đó là tại sao chúng ta tiếp tục phạm những cái lỗi đó. Ask yourself, how come I always have to ask for forgiveness? và hãy hỏi bản thân đó là tại sao chúng ta phải luôn uh, cầu xin Chúa cho chúng ta sự tha thứ. Và chúng ta cũng hãy hỏi bản thân đó là tại sao mỗi năm thì chúng ta cũng xin Chúa đó cất đi những cái điều này ra khỏi đời sống của chúng ta mà rốt cuộc chúng ta vẫn lặp lại điều đó. So up Thì giờ này thì chúng ta hãy nhìn những cái uh, câu kinh thánh lời của Chúa. Romans 6:6 Romans 6 đoạn 6 câu 6. It says this in English. Knowing this that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with that we should no longer be it, slaves to sin. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. This scripture it agrees with what I'm saying right now cái câu kinh thánh này nó uh, vừa mới chứng chứng minh cho cái điều mà tôi vừa, vừa mới nói với quý vị. Because Bởi vì the beginning of the scripture says that our old man was crucified with him. Uh, với đầu của câu kinh thánh này nói rằng là vì biết rõ con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với ngài. So that means when Christ died on the cross, our old nature of wanting the desires of this world, it died too. Điều đó có nghĩa rằng là rằng là khi Chúa Giêsu ngài chết trên thập tự giá thì con người cũ, con người mà thèm khát những cái điều của xác thịt đã, của, chúng ta cũng đã chết trên thập tự giá lúc đó. It also says then we should no longer be slaves to sin. Và với sau đó là và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Slaves means that you have a master. Nô lệ Nô lệ có nghĩa rằng, uh, it means that someone is controlling you. Chủ, uh, khiển lệ, đúng we are no longer slaves to sin, but we're slaves to righteousness. We are under God. Chúng ta không còn là tôi tớ của tội lỗi nữa mà chúng ta bây giờ là tôi tớ của lễ thật, là tôi tớ của Đức Chúa Trời. When we became believers and we understood that the Holy Spirit is in our life, we no longer had to listen to sin. Khi mà chúng ta đã tin Chúa và tin rằng Đức Thánh Linh ở với chúng ta thì chúng ta không còn phải phạm tội nữa. We no longer had to do or have sin in our life và chúng ta không cần phải uh, lo lắng về việc đó là chúng ta có cái những cái tội lỗi trong đời sống mình. I feel right now. Tôi cảm nhận bây giờ. And just like in the English service. Và giống như là lúc nãy uh, trong giờ giảng tiếng Anh vậy. Even as I'm sharing this, a lot of you guys are questioning. So you're t so you mean I can live a life and not have to sin in at all? Có sẽ có những người trong quý vị ở đây không hiểu rõ đó là ồ oh, vậy là tôi có thể tiếp tục sống đời sống của mình mà không phạm tội sao? Exactly. Dĩ nhiên, chính xác rồi à? The word says that we are no longer a slave to sin. Trong lời nói, lời của Chúa ở đây nói rằng là chúng ta không còn phục dưới tội lỗi nữa. We no longer have to do wrong things. Chúng ta không không còn phải phạm những làm những điều sai trái nữa. We no longer have the mindset to think of wrong things. Và chúng ta không còn có lối nghĩ, suy nghĩ những điều xấu xa nữa. We now can think like Christ. Và bây giờ chúng ta có lối suy nghĩ của Chúa. Our của lives Chris. are now our lives are now transformed to be like Christ. Và cuộc đời của chúng ta được biến đổi để chúng ta được sống giống như Đức Christ. To be a Christian means to be Christ-like là một cơ đốc nhân thì chúng ta phải sống một đời sống như đấng Christ. Christ did not sin. Đấng Christ không phạm tội đúng không ạ? And if we died on the cross with God, our old man died on the cross with God, we should no longer have that. Và khi mà con người của chúng ta đã chết trên thập tự cùng với Chúa thì tội lỗi không còn được xuất hiện trong đời sống của chúng ta nữa. Và chúng ta cũng không cần phải có cái uh, sự lo lắng đó là có tội lỗi trong đời sống của mình. You, you shouldn't have a thought like this. Và chúng ta cũng sẽ không cần phải suy nghĩ như vậy. Okay, I understand God's word. He forgives me, so I I won't sin anymore. Oh, tôi hiểu rồi. Uh, tôi hiểu lời của Chúa rồi. Đó là Ngài tha thứ cho tôi và tôi không cần phải phạm tội nữa. But but what happens if I sin next week? What what's going to happen to me? Vậy thì khi mà tôi phạm tội vào tuần sau thì sao? Uh, điều gì sẽ xảy ra với tôi? What what happens if I sin tomorrow? Điều gì sẽ xảy ra với tôi khi mà tôi phạm tội vào ngày mai? If you are scared or worried or have thoughts that sin is still going to take over your life, you, don't, you still do not have the understanding that we are free from sin. Nếu như mà quý vị còn có những cái suy nghĩ và lo lắng đó là uh, thời gian sau này chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội thì chúng ta vẫn chưa hiểu rõ uh, When you are when you are free from sin, you no longer have to even think about. Cũng như là chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn được tự do khỏi tội lỗi. When you're free from sin, you don't have to be afraid of it. Khi mà chúng ta đã được tự do khỏi mọi tội lỗi thì chúng ta không cần phải sợ hãi chúng nó nữa. If you are afraid of sin and if you're afraid of making a mistake of sin. Nếu như mà quý vị sợ đó là chúng ta sẽ phạm tội cũng như là uh, sẽ làm lỗi. Ask yourself the question, then who is my master? Vậy thì sẽ xin quý vị hãy hỏi bản thân mình vậy ai là chủ của đời sống của quý vị is it God or is it sin? là đức chúa trời hay là tội lỗi Because I, what I understand, bởi vì theo những gì tôi biết và tôi hiểu I only have one master, tôi chỉ có một chủ and I only listen to God. và tôi chỉ nghe lời một mình đức chúa trời mà thôi sin can no longer tell me what to do tội lỗi không còn được phép uh, sai khiến tôi nữa. The devil can no longer tell me that I need to have sin in my life. Kẻ thù không còn được phép uh, cho uh, cám dỗ cũng như là uh, khiến cho tội lỗi xuất hiện trong đời sống của tôi nữa. As a Christian, I don't have to crave or I don't have to want the things of the world. Là một Cơ đốc nhân thì tôi không còn phải cần phải um, khao khát những cái điều của thế gian ngoài kia. I just want the things of Christ. Mà tôi chỉ muốn ham thích những điều đến từ đấng Christ thôi. I just want what God wants. Và tôi chỉ ham thích chỉ mong muốn những điều mà Đức Chúa Trời ngài mong muốn cho tôi. I only want like God. Và tôi chỉ muốn suy nghĩ theo cách mà Đức Chúa Trời ngài suy nghĩ. If I see somebody that Nếu như mà tôi nhìn thấy một người đang bị bệnh tật. want Thì tôi không có muốn có những sự nghi ngờ. I want to believe that I can Bring them to Christ and they will be healed. Mà tôi muốn rằng là tôi sẽ có cái đức tin và tôi để tôi nhìn thấy được rằng họ sẽ được chữa lành. If I'm a Christian, Nếu như tôi là một Cơ đốc nhân, want thì tôi không muốn sợ hãi, tôi không muốn bản thân mình sợ hãi những tội lỗi. outside Và tôi cũng không muốn đó là bản thân mình có một cái đời sống khác khi mà khác với bản thân của tôi khi đến nhà thờ. Let me make it very easy for you. Tôi sẽ uh, làm rõ một chút nhé. The way that you act in church in this room. Cái cách mà quý vị hội uh, thánh chúng ta hay là tất cả mọi người chúng ta ở đây hành xử khi mà chúng ta đến với nhà thờ. Are you like that at home? Thì quý vị có còn là con người của quý vị khi chúng ta đang ở nhà thờ không? Khi mà chúng ta đang ở nhà? Are you like that at work? khi mà chúng ta đang đi làm thì quý vị có còn là cái con người mà chúng mà khi chúng ta đến với hội thánh nhà thờ hay không? For instance, at church, if somebody makes you mad, ví dụ như là khi mà ở nhà thờ thì có một người chọc giận quý vị, thì quý vị hay nói là quý vị vẫn sẽ nói rằng là oh, không có sao đâu tôi tha thứ cho bạn Chúa Giêsu yêu bạn But at home, nhưng mà nếu như mà ở nhà or at work, hay là ở công sở When somebody makes you mad. Khi có một người chọc giận quý vị. I don't want to be next to them anymore. Thì quý vị sẽ nói, không có muốn ở gần cái người này nữa đâu. I don't want to work with them anymore. Tôi không muốn làm việc với người này nữa. And you go home and you say, you tell your husband or wife, man, this person was so mean to me. I can't believe they do this to me. Và khi mà về nhà thì càng nhằn với vợ hoặc chồng của mình rằng, rằng đó là, ô oh, người này xấu tính quá, tôi không muốn làm việc chung với họ nữa. And you say, that person needs Jesus. Và nói, và nói với người chồng hoặc người vợ của mình rằng là Ô oh, người đã cần Chúa Giêsu like Nhưng mà chúng, khi mà chúng ta có tấm lòng của giống như đấng Thì Thay vì chúng ta nổi giận lên với họ. We would ask God, God please help Me, love this person more. Please help the situation between me and the person. When we are a Christian, Khi mà chúng ta là con của Đức nhân When we are a child of God, <laughs> thì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. We don't have to have sin in our life. Thì chúng ta không cần phải có tội lỗi trong đời sống của mình. If you are asking the question I, that doesn't make sense because I I I love God, I worship God, but I still have sin sometimes. Ừm um, và chúng ta có những người trong chúng ta ở đây sẽ suy nghĩ đó là Điều này thật là vô lý đó là tôi vẫn yêu Chúa, vẫn thờ phượng Chúa, nhưng mà thỉnh thoảng uh, tôi phạm một chút tội thì có sao đâu? I I I really love God, but I still I still have a little sin. Uh, tôi rất là yêu Chúa nhưng mà uh, tôi cũng có cũng có phạm tội. That's not right. Thì điều đó không đúng đâu. That means that sin still has control in your life và điều đó có nghĩa rằng là tội lỗi vẫn có quyền và vẫn đang điều khiển đời sống của quý vị đấy. Here, here's the thing. Và đây là một điều When Jesus died on the cross, khi mà Chúa Giêsu ngài chết trên thập tự giá. He took all sin away from our lives and made us clean again. Thì ngài đã cất đi mọi tội lỗi trong đời sống của chúng ta và là ngài làm sạch chúng ta. You don't have to live a lifestyle of sin và quý vị chúng ta không còn phải sống một đời sống tội lỗi nữa. You don't have to have a of about sin. và chúng ta không cần phải sống mà lo lắng về những tội lỗi mà mình đã phạm nữa. Sin is no longer your master. tội lỗi không còn làm chủ trong đời sống của quý vị. It is nữa. No a in your mind. và cũng không còn là một suy nghĩ, một ý nghĩ trong tâm trí của quý vị. Let, let, let's check with scripture again. thì giờ này chúng ta cũng đến trở về với lời Chúa. it is very accurate in what I'm teaching today. So Romans 6, 6 through 14. And I'll start at six, but I know that's, there you go. Okay, so it says, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, for he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. For the death that he died, he died to sin once and for all. But the life that he lives, he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ, Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it, obey it in its lust. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as the instruments of righteousness to God. My favorite part of the scripture is, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace." vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh sinh thập tự giá với ngài hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi và nếu chúng ta đã cùng chết với đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với ngài bởi biết rằng đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa sẽ chết sự chết không còn cai trị trên Ngài, vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa trời dường như đã chết mà nay trở nên sống và dâng chi thể mình cho Đức Chúa trời như là đồ dùng về sự công bình và đây là câu kinh thánh yêu thích của tôi vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển my favorite part of the scripture cái phần uh, phân đoạn yêu thích cái câu yêu thích của mà trong phân đoạn này của tôi đó là verse 14. Câu thứ 14. For sin, shall have, for sin shall not have dominion over you for you are not under the law but under grace. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. The word dominion cái từ thuộc means that you are dominated. Có nghĩa rằng là chúng ta uh, được uh, bị làm chủ. Yeah, so it 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 means that something is in control of you. Và có nghĩa rằng là một điều đó đang uh, điều khiển cũng như là làm chủ đời sống của quý vị. But the scripture says, for for sin shall not have dominion over you. Và khi trong cái câu này thì nói rằng là vì tội lỗi không cai trị anh em nữa. We are no longer controlled by sin thì chúng ta cũng không bị cai trị, không bị cầm buộc bởi tội lỗi. We no longer have to listen to the lies of the enemy. Và chúng ta không còn phải uh, nghe những cái lời nói dối trá của kẻ thù. I think where people were taught the wrong thing. Tôi nghĩ rằng là nơi mà, uh, có những chỗ mà uh, người ta bị dạy những cái uh, điều sai trật. Was that people understood that we live under grace now? thì là họ được dạy đó là bây giờ chúng ta được sống dưới cái sự ân điển rằng Chúa ngài uh, tha thứ cho chúng ta But what stops you from a life? nhưng mà cái điều mà uh, ngưng chúng ta sống cái đời sống hai hai mặt đó là chúng ta nhận ra lẽ thật rằng Chúa Đức Chúa trời uh, Ân điển của Đức Chúa Trời là điều mà đã cứu chúng ta ngay từ thọ ban đầu. Khi không phải cái ân điển đó không có cứu chúng ta bây giờ, mà đó là ân điển đó đã cứu chúng ta. It Thì điều đó đã xảy ra rồi, khi không phải là đang hiện hữu nữa. It's done. Mà việc đó đã xong rồi. Công việc đó cái việc mà ân điển đó cứu chúng ta đã được đã xảy ra rồi. I think that people don't have a real or true understanding of what happened on the cross. Và có một số người trong chúng ta không có hiểu rõ rằng cái việc gì đã xảy ra trên thập tự giá này. When God said it is finished. Khi mà Chúa nói rằng mọi thứ đã xong. He meant it. Thì ngài chủ ý của ngài là như vậy đó. He meant that it's done. No longer do you have to deal with it. I did it rằng 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 là ngài nói rằng là um, mọi thứ đã xong rồi và ta đã làm mọi thứ cho con rồi. If God said that, Nếu như mà ngài đã nói điều đó. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc tin vào cái điều đó vậy? How come some of us still deal with sin? Tại sao mà có một số người trong chúng ta vẫn còn phải đối mặt với tội lỗi? I want to make it easier for us to understand. Tôi muốn uh, làm rõ để cho chúng ta hiểu một cách dễ hơn There's a difference between temptation and sin. có cái sự khác biệt giữa sự cám dỗ và tội lỗi temptation sự cám dỗ is just thought. chỉ là một suy nghĩ thôi Sin tội lỗi means that you thought about the temptation and you did something about it. Đó, tội lỗi là khi chúng ta uh, suy nghĩ về cái sự cám dỗ đó và để sự cám dỗ, và hành động theo sự cám dỗ đó. You can be tempted by something. Chúng ta có thể bị cám dỗ bởi một điều gì đó. And if you don't act upon it if you don't do anything about it? Nếu như mà chúng ta không làm uh, điều gì để lệ thuộc và chiều theo cái sự cám dỗ đó. Then it's not sin. Vậy thì điều đó vậy thì không, chúng ta không phạm tội It's just temptation. và đó chỉ là sự cám dỗ mà thôi. và trong lời của Chúa cũng nói rằng là khi chúng ta chối, từ chối cái um, khi chúng ta từ chối tội lỗi thì nó cũng biến khỏi xa của chúng ta. So when temptation comes your way, cho nên là khi mà sự cám dỗ đến you can thì chúng ta có quyền từ chối nó. Let's look at James 1, 14 through 15. James 1, 14 through 15. I'll read it first. It says, But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác, tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. The scripture will bring clarity when you understand that everyone is tempted. Uh, khi mà chúng ta đọc kinh thánh này, chúng ta có thể nhìn thấy rằng, rằng đó là tất cả mọi người ai cũng bị cám dỗ hết. The devil will always try to tempt us. Kẻ thù lúc nào cũng muốn cám dỗ chúng ta. But nhưng unless you put action behind the temptation, trừ phi chúng ta nuông chiều và nương theo cái sự cám dỗ đó, it's just, và it's just temptation. thì nó chỉ có là sự cám dỗ thôi, nó không ảnh hưởng gì đến đời sống của chúng ta cả. Let's think of this scenario. Hãy nghĩ về cái câu chuyện uh, về khía cạnh như thế này. Let's say that your addiction or your sin in your life may be, be maybe you being an alcoholic. Uh, hãy tưởng tượng ví dụ như là uh, trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta bị nghiện rượu. Every time that you go to, go to the gas station, Mỗi lần mà chúng ta đi đến cái chỗ uh, để đổ xăng. And you go inside, Và chúng ta đến cái cửa hàng tiện lợi đó. And you see the alcohol. Và chúng ta nhìn thấy rượu người ta and bán ở đó. And you think, và chúng ta nghĩ rằng. Hmm Hmm. But if you don't go and grab it mà nếu, nếu, như mà chúng ta không đến và lấy cái chai rượu đó và mua nó Then you didn't do anything. thì không có gì xảy ra cả. You thought about it. Oh, dĩ nhiên là chúng ta đã nghĩ nghĩ có cái suy nghĩ rằng But you didn't put action behind it. nhưng mà chúng ta không có hành động. So it's not sin. Thì như vậy không phải là tội lỗi. When the devil brings temptation in front of you, nếu như mà khi mà uh, kẻ thù uh, đem đến những cái sự cám dỗ trước mắt chúng ta, Thì giống như là nó cầm cái sự cám dỗ đó và nó cứ uh, lãng vãng trước mặt chúng ta như vậy. But if you don't reach out and grab it, nếu như mà chúng ta không đưa tay và lấy cầm lấy cái sự cám dỗ đó It's just a thought. thì đó chỉ là một suy nghĩ thôi And you can stop thinking about it. và chúng ta chỉ có và chúng ta có thể uh, ngừng suy nghĩ về nó. Church, is a Thưa hội thánh, sự cám dỗ chỉ là suy nghĩ. Tội lỗi chỉ xuất hiện khi mà chúng ta hành động để nương theo và chiều theo cái sự cám dỗ đó. Let, let, let me explain something also in the word. và tôi sẽ sử dụng lời Chúa để giải thích uh, cái James 1:12 Blessed is the man who endures temptation for when he has been approved he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mảo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. The word says endure temptation. là cô Chúa nói rằng là chịu ờ uh, chịu nổi sự thử thách vượt qua cám dỗ. God wouldn't put that in there? Uh, God wouldn't put this word in the Bible? Chúa Ng ngài sẽ không có đặt cái lời cái cái từ này trong cái lời này đâu. If it wasn't achievable. Nếu như mà cái lời này nó không có uh, tính xác thực cao. If we weren't able to do it. Nếu như mà uh, Ngài biết rằng là con dân của Ngài không có thể chịu đựng được. But the word says, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. Bởi vì khi mà bởi vì chúng ta thấy rằng là phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống. So we no longer have to be in a life of sin cho nên là chúng ta không còn cần phải sống trong đời sống có tội lỗi. God has taken care of that. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã uh, làm xong mọi mọi điều cho chúng ta rồi. When we are tempted, Khi mà chúng ta bị cám dỗ, God will a way out. thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta một lối thoát. He always does. Và Ngài luôn làm điều đó. Anytime the enemy tries to do something to you? Mỗi lần mà kẻ thù muốn uh, đến cám dỗ quý vị. He always provides a way out. Thì Ngài sẽ luôn đem đến một cái lối thoát cho chúng ta. God always provides a way for you to get away from that temptation. Và Ngài luôn luôn đem đến cho chúng ta một lối thoát chạy khỏi cái uh, sự cám dỗ đó. If temptation comes your way, nếu như mà cám dỗ đến với quý vị. Instead of about and doing uh, thay vì chúng ta suy nghĩ về cứ tiếp tục suy nghĩ và hành động luôn chiều theo nó. Run away. Thì hãy chạy đi. Don't stay there. Đừng có đứng ở đó. Run away. Hãy chạy đi. You don't have to sit there and indulge of the things of the world. You don't have to accept those things. Run away. Chúng, Chúng ta không cần phải ngồi đó và chịu đựng cũng như là nương làm việc nương chiều theo những cái uh, cám dỗ đó mà hãy chạy đi. Don't Đừng có để cho kẻ thù nó chiến thắng. Don't do Đừng có để cho kẻ thù nó làm những điều mà nó muốn làm. Know that God's a way out for you. Khi mà chúng ta biết rằng là Ngài đã ban cho chúng ta một God's lối thoát. Always be a way for you. Và Ngài sẽ luôn luôn ban cho chúng ta một lối thoát. When temptation comes your Khi mà cám dỗ đến Put God first. thì hãy đặt đức chúa trời lên hàng đầu thì điều đó sẽ thay đổi tất cả when the devil tries to tempt you, khi mà kẻ thù nó muốn cám dỗ quý vị say, God, help me right now. thì xin, thì xin hãy thì hãy nói với chúa rằng là chúa ơi xin ngài giúp con ngay bây giờ when you call for help from God, he's there. và khi mà quý vị cầu xin chúa giúp đỡ thì ngài sẽ ở đó God doesn't take his time to get there when you ask for help he's there và khi mà khi mà chúng ta cầu xin sự giúp đỡ đến từ Chúa thì Ngài sẽ xuất hiện liền ngay lập tức when you need God, he's there. Khi, bởi vì khi chúng ta cần thì Ngài ở đó với chúng ta. So when you're tempted, Cho nên khi chúng ta bị cám dỗ, ask God, Help me right now. thì hãy nói với Chúa rằng là Chúa ơi, xin hãy giúp con ngay bây giờ. If asking God is your first thought after temptation, nếu như mà cái suy nghĩ rằng là uh, cầu xin Chúa, cầu xin, xin sự giúp đỡ đến từ Chúa là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên khi mà cám dỗ đến với quý vị, you'll, you'll be able to it. thì quý vị sẽ vượt qua được thôi. But if God is your last thought, nhưng mà nếu như suy nghĩ mà cầu xin sự giúp đỡ đến từ Chúa nó xuất hiện sau cùng, it is very easy to fall into sin thì rất là dễ cho quý vị đó là chúng ta sẽ tiếp tục phạm phạm lỗi for instance. Như vậy if if your if the temptation comes your way and you think about it, hmm maybe, I mean everyone else is doing it. Khi mà cám dỗ đến và chúng ta nghĩ rằng ồ oh, người ta cũng làm vậy á. Uh, I mean if I do it I can ask for forgiveness. Và chúng ta nghĩ rằng ồ oh, nếu như mà bây giờ mình làm thì um, sau đó mình có thể xin Chúa tha thứ cho mình được. Chúa sẽ hiểu thôi mà, chỉ là một lần này thôi. But can I tell you something that's true? Nhưng mà tôi xin phép nói một điều là một lẽ thật với Hội Thánh. Khi mà chúng ta chiều theo cái sự cám dỗ cũng như là những khát khao của thế gian này. You have a craving for things of this world. Thì chúng ta thèm khát những điều của thế gian nhưng mà nếu như mà chúng ta làm những điều thánh khiết đến từ Chúa. You only have for what God wants. Thì chúng ta sẽ có một tấm lòng luôn đó là lúc nào cũng muốn làm những điều mà Chúa muốn. You only do what the wants. Và chúng ta chỉ làm những điều mà cha của chúng ta muốn chúng ta làm. và only Và chúng ta cũng luôn muốn làm những điều mà Đức Chúa Trời ngày muốn chúng ta làm. Sin is no longer your master tội lỗi không còn làm chủ của đời sống chúng ta nữa. But God is my king. Nhưng mà Đức Chúa Trời là chủ, là vua của đời sống của chúng ta. If you accept that sin can be in your life still, nếu như mà chúng ta chấp nhận cho những cái tội lỗi đó hiện hữu trong đời sống mình, you're choosing to lose. thì chúng ta đang chọn thua cuộc đó. When my father, my king already won, I want to be on the winning team. Khi mà cha của tôi là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đã chiến thắng thì dĩ nhiên tôi cũng muốn đứng ở bên của phe thắng cuộc đúng không? Why would I choose things to lose? Thì tại sao mà tôi phải chọn đứng bên phía phe của thua cuộc? Our father, our king has already won. Là Chúa là cha của chúng ta, Ngài đã chiến thắng. And we are also in, his in his family. Và chúng ta cũng ở trong là thành viên trong gia đình của Ngài. And we know what it's like và chúng ta biết rằng là đứng về phía Uh, phe của thắng cuộc thì cảm giác như thế nào? Chúng ta không cần phải lo lắng về tội lỗi trong đời sống chúng ta nữa. Chúng ta không cần phải suy nghĩ rằng là nếu như ngày mai tôi phạm tội thì sẽ như thế nào. You can the way you think chúng ta có thể thay đổi cái cách suy nghĩ của mình and say, I'm not going to sin. và nói rằng là tôi sẽ không phạm tội nữa. I want to live a life of tôi muốn sống một đời sống của lẽ phải.

I only want to do what my father Tôi chỉ muốn làm những điều mà cha của tôi muốn tôi làm. When you have that understanding and when you have khi mà chúng ta có cái sự thông hiểu cũng như là có lối suy nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ không còn có những cái khát khao của thế gian nữa. Và chúng ta chỉ muốn làm những điều mà vương quốc của Đức Chúa Trời ngài muốn chúng ta làm. Amen. Amen. A lot of people are still stuck in this idea that they have two different lives. Có những người chúng ta vẫn còn đang bị kẹt trong cái lối suy nghĩ đó là chúng ta có hai cái đời sống. It's not true. Và điều đó không đúng. We only have one life under Christ. Và chúng ta chỉ có một đời sống dưới sự kiểm soát của Đức Đức Christ thôi. We only live. We only live our life for God. và chúng ta chỉ sống đời sống của chúng ta cho Chúa thôi. You can't live your life for God and live life how you want it to. Chúng ta không thể sống một đời sống cho Chúa rồi lại sống một đời sống cho chính bản thân mình được nữa. It doesn't work that way. Không có thể, không có phải như vậy. One or the other. Chúng ta chỉ được chọn một hoặc là chúng ta chỉ được chọn một thôi, không được chọn hai. God has done it already for us. Bởi vì Chúa ngài đã uh, chết trên thập tự cho chúng ta. Given us a new life. Và Ngài ban cho chúng ta một đời sống mới The sin that we had before, Những tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải trong quá khứ no longer has dominion over you. Không có chủ quyền Không được phép làm cầm buộc Đời sống của chúng ta nữa It is no longer your master, Và những tội lỗi đó không còn làm chủ Trong đời sống của chúng ta nữa Bởi vì bây giờ thì chúng ta chỉ có một người chủ duy nhất Chúng ta chỉ có một vua duy nhất And that's Jesus Christ. Và đó chính là Chúa Giêsu Christ. And that's it. Và chỉ một mình Ngài mà thôi. vậy khi mà quý vị chúng ta nhìn thấy đó là chúng ta đang sống một đời sống mà có tội lỗi trong đó. Remember this. Thì hãy nhớ một điều. Temptation is a thought. Sự cám dỗ chỉ là một suy nghĩ. And sin is willful. Nhưng tội lỗi là có chủ ý. You have to act upon your temptation in order to be in sin. Chúng ta phải có một hành động nương chiều theo cám dỗ để có, để làm nên tội lỗi. So this is what I'll tell you. Cho nên là điều tôi muốn nói với quý vị. If you want to stop, nếu như quý vị muốn dừng lại, stop. Thì hãy dừng. God made it that easy. Chúa ngài cho chúng ta một cách rất là đơn giản như vậy. You don't have to go to class, learn about it again, do this, do that. No, just stop. Chúng ta không cần phải đến lớp học và bắt đầu lại từ đầu mà chúng ta chỉ đơn giản đó là dừng lại thôi. Some of us whenever I said just stop. Có một điều có một số người trong chúng ta đó là khi mà tôi nói rằng dừng lại. Some of you are like it's not that easy. Thì chúng ta sẽ suy nghĩ rằng đó là không có đơn giản như vậy đâu. I've had this in my life for so long những cái tội lỗi này tôi làm những cái tội lỗi này trong đời sống tôi từ lâu lắm rồi. I've been addicted for so long. Tôi bị nghiện làm những điều như vậy từ rất lâu rồi. I, I've tried so hard. I've tried to do this, I tried to do that. I tried to go to classes but I'm still addicted. Tôi đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà tôi vẫn nghiện làm điều đó. I I I I I. Tôi 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 tôi. Oh what about God? Vậy thì Chúa thì sao? Do you that he's quý vị có tin rằng Chúa Ngài rất quyền năng không? Do you that he you of your sin? Quý vị có tin rằng là Chúa Ngài có thể rửa sạch mọi tội lỗi Do you chúng believe ta không? that he gave you a new life? Quý vị có tin rằng là Ngài đã ban cho chúng ta một uh, đời sống mới hay không? Do you believe that you're a child of God? Và quý vị có tin rằng là chúng ta là con của Ngài hay không? Then you can stop. Nếu như quý vị tin thì quý vị có thể dừng lại. God loves so much. Quý vị yêu Đức Chúa Trời ngài yêu quý vị chúng ta rất là nhiều. That he did that for us. Đến nỗi mà ngài đã làm điều đó cho chúng ta. Church. Thưa hội thánh. If you're living a life and you have sin, nếu như mà quý vị đang sống một đời sống có tội lỗi trong đó. I know it's, it's not easy. Tôi biết rằng là thật không dễ dàng chút nào. You stop. Quý vị cũng muốn dừng lại đúng không? You really don't be like that. Quý vị không thật sự không có muốn tiếp tục But for some reason, you feel like every time I every time I ask for forgiveness, I feel good. But then I sin again. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng, uh, nhưng mà quý vị lại có suy nghĩ rằng là mỗi lần mà cầu xin sự tha thứ từ Chúa thì tôi cảm thấy mình được tha thứ rồi. Nhưng mà rốt cuộc tôi lại vẫn phạm tội nữa. It's it's really not easy. It's so hard. Thật sự không có không có dễ dàng chút nào. Rất là khó khăn. I really want to give up. Tôi thật sự muốn từ bỏ. I I I don't want to sin anymore. Tôi không có muốn phạm tội nữa. But it keeps to me. Nhưng mà nó cứ nó cứ lãng vãi trước mặt tôi hoài. I've been with it all my life. Tôi cứ phải vật lộn với nó trong suốt cuộc đời của mình. Xin cho tôi được hỏi quý vị. Are you living life where your foundation is Christ or yourself? Quý vị có đang sống một đời sống mà quý vị có Đức Chris làm nền tảng cho đời sống của quý vị hay là chính bản thân quý vị làm nền tảng cho đời sống của quý vị. Bởi vì nếu như mà chúng ta dùng Đức Chris làm nền tảng cho đời sống của quý vị thì không có điều gì có thể phá vỡ được nền tảng đó. If God is your foundation, nếu như Chúa là nền tảng của cuộc đời sống quý vị, you can stand strong. thì quý vị có thể đứng vững. And when temptation comes your way, Và khi mà dỗ đến, God will protect you. Thì Đức Chúa Ngài sẽ bảo vệ quý vị. He will give you a way out. Thì Ngài sẽ cho quý vị một lối thoát. I want to share a story. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện. I know it's a little intense. Tôi biết là hơi căng thẳng một chút. And some of you guys may feel like, who told Pastor about what I'm dealing with? Uh, và có một số người quý, quý vị đây, suy nghĩ rằng là ồ oh, ai nói với mục sư về đời sống của tôi vậy? mục sư Khan must have told Pastor Sam. He must have told chắc. mục sư Khan kể quá. I told him it was private. tôi đã nói với mục sư là cái chuyện này chuyện riêng tư mà. but it's not that. nhưng mà không có điều này không có phải là một điều xấu đâu. the reality of it, the truth of it. cái sự thật sau cái cái điều này. That all of us have dealt with it before. Đó là tất cả chúng ta ở đây đều phải đối diện với uh, tội lỗi từ uh, trước đây. But you don't have to deal with it anymore. Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần phải đối mặt với nó nữa. Jesus Christ is our hope. Bởi vì Chúa Giêsu Christ ngài là nguồn hy vọng của chúng ta. If you have anger in your heart, nếu như tấm lòng của chúng ta có cái sự uh, cay đắng và nổi giận. If you have bitterness in your heart, nếu như mà chúng ta có sự cay đắng. You don't have to have it anymore. Thì bây giờ chúng ta không cần phải có cái sự cay đắng đó trong đời sống của mình nữa God has given you a new life. Bởi vì Chúa Ngài đã cho chúng ta một đời you, sống mới you no longer are a slave to sin. Và chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa It is no longer your master. Và nó cũng không còn là chủ cầm, cầm quyền trong đời sống của chúng ta so I share a funny story. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ một câu chuyện vui So right now, Jeannie and I, my wife and I, are looking for a house. thì hiện tại vợ của tôi là Jeannie cũng như cá nhân tôi, hai chúng tôi đang uh, trong quá trình đó là tìm nhà. And I found a house that I really like. Và uh, tôi đã tìm thấy một căn nhà mà tôi rất là thích. So I told Jeannie. Cho nên là tôi đã nói với Jeannie. We've been married for so long. Làm mình đã cưới nhau nhiều năm rồi. For only a few years. Thật ra thì mới mấy năm thôi. And I'm tired of living in houses that I have to rent. Và uh, thật sự thì kh tôi không còn muốn uh, thuê nhà nữa. So for four years. Cho nên là trong bốn năm. We had to rent a house for three years, and now we renting we're renting a house for one year. Trong bốn năm thì uh, tôi phải chúng vợ chồng chúng tôi phải đã phải thuê một căn nhà trong 3 năm và bây giờ đang sống và thuê một căn nhà trong một năm. So so I said. Honey, I want to find I want to finally root ourselves. I want to be able to establish ourselves. Và uh, bây, và tôi nói với vợ tôi rằng là uh, em ơi bây giờ anh muốn chúng ta uh, tìm một căn nhà và uh, an cư lạc nghiệp. Roots is like like tree roots, you know? Uh, và uh, muốn có một căn nhà để uh, có những cái nền móng cũng như là có đâm rễ. kind of like a tree yeah okay so we found a house that we really like and i said this is our house we are you we are you, we are you. you like both, it. both of us we liked it both of us <laughs> and we said this is going to be our house and we're going to establish our roots and, um, Tôi, đã, tôi nói rằng là, đây, là căn, đây sẽ là căn nhà của chúng ta. And we can build our family. Và chúng ta sẽ xây dựng một gia đình ở đây. And we were, gonna, we were in the process we went at the house. Trong quá trình mà chúng tôi làm giấy tờ cho căn nhà đó. And then Và sau đó we found out chúng tôi biết ra rằng the house had foundation problems. Căn nhà đó có cái cái cái, cái móng của nền móng của căn nhà nó có vấn đề. Because of tree roots. bởi vì uh, có những cái rễ cây nó đâm sâu ở dưới cái nền móng nhà đó and it me of this message. và điều này gợi nhớ tôi đến cái với cái thông điệp ngày hôm nay mà chúng ta có ở đây if our life represents like a house, nếu như mà đời sống của chúng ta uh, đại diện giống như là một căn nhà and if it's on bad foundation mà chúng ta xây nhà trên một cái nền móng nó không có tốt this this Thì đôi khi cái căn nhà cũng như đời sống của chúng ta sẽ bị nghiêng bên này hoặc nghiêng qua bên này. But if we rely on God to be our Nhưng mà nếu chúng ta đặt Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta làm nền tảng nền móng cho đời sống của chúng ta. No matter if the strong winds come, cho dù gió có mạnh như thế nào. Cho dù bão tố phong ba trong đời sống có như thế lớn mạnh như thế nào. God will keep us steady thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ cho chúng ta được vững vàng. Because Bởi vì God is our foundation. Đức Chúa Trời Ngài là nền tảng trong đời sống của chúng ta. And, and we can rely on God. Và chúng ta có thể dựa vào Ngài. Our foundation has no cracks, no holes. Và nền tảng của chúng ta sẽ không có uh, những cái vết nứt nào cả. So when sin and temptation are in your life, don't rely on yourself to get through it. Và vì vậy cho nên khi mà cám dỗ đến thì đừng dựa vào bản thân để có thể vượt qua và vượt qua cám dỗ Rely on Jesus. mà hãy dựa vào Chúa Giêsu Christ. And know in your head today, và hãy biết trong tấm lòng của chúng ta rằng hôm you nay can, you can live a life of từ hôm nay chúng ta có thể sống một đời sống thánh khiết bởi vì chúa trời ngài đã lấy hết mọi tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. The only way sin enters your life cách duy nhất mà tội lỗi bước vào trong đời sống của chúng ta là khi mà chúng ta chọn và cho phép nó. But if you choose Christ nhưng mà nếu như chúng ta chọn đến Christ thì sẽ không còn chỗ cho tội lỗi nữa. After writing this message, Sau khi mà viết cái bài giảng này, I really felt like God. I, I need confirmation. I, I, I need your word to tell me that this is true. Because I know people are still not going to believe that it's easy. Bởi vì con tin rằng có những người họ sẽ không có nghĩ rằng cái việc mà sống một đời sống không có tội lỗi là một điều dễ dàng. It too good to be true. Bởi vì cái uh, cái điều này nó nghe nó sao mà nó dễ dàng quá. There's no way. There's no way I can do có, Và họ sẽ nghĩ rằng là không có cách nào mà họ có thể sống một đời sống không có tội lỗi. So I'm going to ask for to read that last scripture for me in Vietnamese. Cho nên là giờ này tôi sẽ um, mời Phương Nguyên đọc cái phần phân đoạn kinh thánh cuối cùng cho ngày hôm nay. And I'll have it on the screen. Và tôi trên màn hình cũng sẽ có phân đoạn kinh thánh đó. And the scripture means so much to me. Và phân đoạn kinh thánh này có ý nghĩa rất là nhiều đối với đời sống của cá nhân tôi. I challenge you. Và tôi xin được thách thức hội thánh. To, to, go home. Đó là khi mà chúng ta về nhà ngày hôm nay and take this scripture and write it and put it somewhere in your house. Thì hãy viết cái phân đoạn kinh thánh này và dán nó ở một nơi nào đó trong nhà của chúng ta. For... Um uh, xin quý vị chúng ta mở kinh thánh trong sách Fearer nhất. Can you put up the scripture for me? Uh, okay. Fearer nhì đoạn đoạn 1 từ câu 2 đến câu 11. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính khiến chúng ta biết đấng lấy Vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta và bởi Vinh qu... Vinh và bởi Vinh hiển nhân đức ấy Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên dự người dự phần bổn tánh của Đức Chúa trời vậy nên về phần anh em phải hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương, tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đại dạy nữa thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không biết kết hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người còn thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. vậy hỏi anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. dường ấy anh em được chọn, được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. That scripture, it meant so much to my heart phân đoạn kinh thánh đó nó có ý nghĩa rất lớn cho tấm lòng của tôi. Bởi vì uh, phân đoạn kinh thánh này chứng minh đó rằng là chúng ta có thể sống một đời đời sống thánh sạch. The a promise. Đây là một lời hứa từ Chúa.

phân đoạn kinh thánh này nó có ý nghĩa rất nhiều trong tấm lòng của tôi. You, go home and read it more. If you think that it's not possible to live a life without sin, read that scripture more and more. Nếu như mà quý vị vẫn suy nghĩ rằng là chúng ta không thể sống một đời sống mà không có tội lỗi được thì hãy tiếp tục cứ đọc và đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại cái phân đoạn kinh thánh này. So today, vậy ngày hôm nay, I want to ask if you need God, to change the way that you think and to believe that you can live a life without sin. Uh, ngày hôm nay nếu như mà quý vị muốn Chúa ngài giúp đỡ chúng ta đó là cho chúng ta tin rằng là chúng ta có thể sống một đời sống mà không có tội lỗi. That you ask God today. Thì hãy xin Chúa ngày hôm nay. Change the way I think. Rằng là xin Chúa ngài hãy thay đổi cách suy nghĩ của con. I want to live a life holy. Con muốn sống một đời sống thánh sạch. I don't want to live a life with sin. Con không muốn sống một đời sống có tội lỗi. I want to be used by you. Con muốn được Ngài sử dụng. I want more of you and less of me. Con muốn uh, nhiều hơn về của Ngài ở trong con. I don't want to have sin in my life. Con không muốn có tội lỗi xuất hiện trong đời sống của con nữa. God, I believe that you are now my king and I no longer serve to sin. Và con cũng tin rằng là Ngài là vua của con và con không còn bị cầm buộc bởi tội lỗi nữa. I no have to to that. Con không còn phải ngắn lắng nghe lời của kẻ thù nữa. And the only thing that I believe và điều duy nhất mà con tin rằng is that what you did on the cross điều mà Ngài đã làm cho thập tự giá is for me every day. là đủ cho con để vượt qua mỗi ngày. So why don't we all stand? Vậy trong giờ này xin quý vị hội thánh chúng ta cùng đứng lên. And let's pray together và chúng ta cùng cầu nguyện. God, we thank you for this message. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì thông điệp của chúng con ngày hôm nay. Help us to understand that we can live a life without sin. Xin Ngài chúng, giúp cho chúng con hiểu và biết được rằng là chúng con có thể sống cuộc đời sống mà không có tội lỗi. Help us to understand that what you did on the cross was enough và xin hai ngài hãy giúp cho chúng con hiểu rằng là những điều mà ngài đã làm cho thập tự giá là đủ cho chúng con. And that we no longer are slave to sin, but we can live a holy life. Và chúng con không còn là nô lệ của tội lỗi và chúng con có thể sống một đời sống thánh sạch. That the only thing that I want in my life is you. Và điều duy nhất trong đời sống chúng con cần đó là ngài. And that I won't be afraid of the next time that I sin because I won't anymore. Và con không còn phải lo lắng rằng Nếu như mà con phạm tội nữa Bởi vì con sẽ không phạm tội nữa I know that you were enough. Và bởi vì con biết rằng là Ngài là đủ And cho that's con. All that I need. Và Ngài là tất cả những điều mà con cần And you every want, every need in my life. Và ngài đã và đang và sẽ chu cấp những điều và những nhu cầu trong đời sống của con. God, I ask right now, và bây giờ này chúng con. Con xin Change my heart cầu xin ngài hãy thay đổi tấm lòng của chúng con Change my thoughts. cầu xin ngài thay đổi lối suy nghĩ của con And when temptation comes my way và khi mà cám dỗ đến let me come to you first thì xin ngài hãy nhắc cho chúng con nhớ đó là chúng con phải đến trước ng với ngài trước And help me understand và xin ngài hãy giúp cho chúng con that you'll make a way. Rằng, rằng là ngài sẽ luôn cho chúng con một lối thoát And that I don't have to live a life of sin. Và chúng con không phải sống một đời sống có tội lỗi. God, thank you for your love. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì tình yêu của Ngài. Thank you for what you did on the cross. Và chúng con cảm ơn Ngài bởi vì những điều mà Ngài đã làm trên thập tự giá. Thank you for loving me that much. Và chúng con cảm ơn Ngài bởi vì Ngài yêu chúng con nhiều như vậy. Lord, we thank you for everything that you have done. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì những điều mà Ngài đã làm. Và chúng con cũng cảm ơn Ngài bởi vì thông điệp lời Chúa ngày hôm nay đã thay đổi suy nghĩ của chúng con. Thank you for your, promise in your word. Và chúng con cảm ơn Ngài bởi vì những lời hứa cũng như là lời lẽ sống của Ngài. Rằng đợt, chúng con có thể từ chối kháng cự ma quỷ và nó sẽ biến khỏi chúng con. We thank you so much. Chúng con cảm ơn ngài rất nhiều. In Jesus' name. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Amen, Church. Amen. I want, I want to. Um, uh, if anyone needs prayer, please stay. Nếu như mà quý vị ở đây chúng ta có cần sự được sự cầu thay thì xin hãy ở lại cũng như. But it, and please join us on the other side for our fellowship meal. Cũng như là chúng ta có thể uh, tham dự cùng với hội thánh trong bữa ăn thông công. Enjoy your Sunday và hãy có một ngày uh, chủ nhật thật là phước hạnh Enjoy each other. cũng như là gặp gỡ và làm quen với lẫn nhau And we'll see you next week. và hãy gặp quý vị vào tuần sau